Kali bồng con gái hơn một tháng tuổi đi chơi lễ. Kali và ông xã Thanh Duy cho con gái Lita ra ngoài vài tiếng buổi trưa để tận hưởng không khí bình yên. Thương người ở thành phố Hồ Chí Minh vào dịp Quốc Khánh và thăm bác sĩ đã chăm sóc bé, hôm mùng 2 tháng 9. Vợ chồng Kali tranh thủ ngày lễ đưa con gái đến thăm vị bác sĩ đã chăm sóc bé từ lúc trong bụng mẹ. Thanh Duy nói đây là lần thứ hai bé Lita được ra ngoài chơi, nên tỏ ra bạo dạn hơn. Bé khoái chí lắm, cười tích mắt suốt buổi, anh nói. Bé Lita nhà Kali cười tươi khi nằm trong xe nôi. Trước đó, Bé được mẹ cho đi gặp nghệ sĩ Lệ Thủy vào ngày 18 tháng 9. Hôm đó bà Lệ Thủy dặn con phải ngoan. Có lẽ con nghe lời bà nên rất nghiêm túc, Thanh Duy nói thêm. Hồng Vân tặng bông tai, lát vàng cho con gái Kali. Kali Kha cho biết bà nội Hồng Vân chuẩn bị cho Ly ta một vòng tay, một đôi bông tai. Bông tai là của cô biến ngô đều hồi nhỏ, được bà giữ rất cẩn thận. Ly ta mong sinh phía khỏe mạnh, thông minh như cô, Kali nói. Thanh Duy nói coi Hồng Vân như người mẹ thứ hai vì được nghệ sĩ nhân dân giúp đỡ rất nhiều trên con đường nghệ thuật không có cô Vân thì không có cái tên Thanh Duy. Tôi quá may mắn khi gặp được cô, anh nói. Theo Thanh Duy, gia đình anh không cần chuẩn bị nhiều khi cho con ra đường. Cả nhà di chuyển bằng xe hơi nên Kali chỉ mang theo xe nôi và một túi đựng đồ cá nhân gồm tả, sữa. Lúc vợ chồng Thanh Duy dùng bữa, bé Lita nằm yên trong nôi, đưa mắt quan sát xung quanh. Lúc bé buồn ngủ, cô trợ lý đi cùng vỗ về một lúc là bé và giấc ngon lành. Nhờ con chơi ngoan suốt 3 tiếng, Kali, Thanh Duy có thời gian trò chuyện thoải mái với bác sĩ. Thanh Duy cho biết có lịch quay suốt dịp lễ nên chỉ dành buổi sáng ngày 1 tháng 9 và 2 tháng 9 cho vợ con. Vắng anh, Kali quanh quẩn ở nhà chăm sóc Lita, tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Kali tận hưởng kỳ nghỉ bên con gái. Vài ngày trước, cả hai phải ra Hà Nội công tác, dự kiến xa con 3 ngày. Nhưng sau đó họ quyết định đổi vé, về ngay trong đêm hôm thứ hai vì quá nhớ con. Thanh Duy cho biết từ khi sinh con, cuộc sống của Kali chỉ xoay quanh bỉm sữa. Dù có mẹ đẻ, em gái và trợ lý hỗ trợ, cô vẫn thích tự tay làm mọi việc. Thanh Duy được vợ ủng hộ theo đuổi công việc, nhưng vẫn sắp xếp lịch trình để có mặt ở nhà vào buổi tối. Anh tự tin phụ vợ thay tả, pha sữa hay ngồi hàng giờ ngắm con và trò chuyện. Con gái còn nhỏ nhưng tôi tin bé hiểu những điều ba mẹ muốn nhắn nhủ. Mỗi khi kể về những người thân trong gia đình, đặc biệt là bà nội quá cố, bé cười tươi rồi giơ hai tay lên, anh nói.